vật phẩm sẽ mang lại hiệu ứng cho nhân vật của các bạn trong Play Together phần 1. OT và cái vật phẩm đầu tiên sẽ giúp các bạn sáng lấp la lấp lánh thì nó được bán ở bên cửa hàng Cha Hồng ở trong khu trung tâm nha các bạn à. Các bạn chạy vào đây nè. Thì cái máy này nó chỉ có 2k2 tiền sao thôi các bạn à, khá là rẻ luôn á. Và OT và khi các bạn sử dụng cái máy này á thì nó sẽ cho các bạn một cái hiệu ứng gọi là lấp la lấp lánh á. Cái này mà đi trong đêm thôi là các bạn nổi nhất luôn á, không ai nổi bằng luôn á. OT và cái vật phẩm thứ hai mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn hãy chạy lại chị Kem ở ngay khu Plaza á và mua cho mình cái kem này nha. Nó sẽ giúp các bạn sáng lấp la lấp lánh luôn á, nhưng mà cái này hơi đặc biệt một tí. Và khi các bạn ăn cái que kem này á thì nó sẽ cho các bạn cái hiệu ứng là pháo hoa trên đầu các bạn à, nhìn trời đúng đỉnh luôn á. Nói chung là cái này mà đi chung với hội nhóm người ta nói thôi là nhóm các bạn là nó nổi nhất ở chỗ đó luôn á. Và mấy cái hiệu ứng này là tất cả những người chơi xung quanh đều thấy nha các bạn. OT. Và cái vật phẩm thứ ba thì được bán ở chú xúc xích nha các bạn. Các bạn chạy ra đây nè, mua cho mình cái bánh mì xúc xích ớt cây này nha. OT và nó sẽ giúp các bạn đổi màu da đó. Thì cái này mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn nào thích cái sở thích gọi là phối đồ lập dị tí á các bạn à, nhưng mà thôi tôi thấy nó cũng đẹp. Cũng vui mà. Và đừng quên follow và hãy thêm giúp tôi nha.